Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động và mình là Hokuchi. Và ngày hôm nay, cái sản phẩm chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết đúng như tựa đề clip, đó chính là chiếc Realme 8. Realme 8 với rất nhiều lời khen có cánh cho nó, ví dụ như là nó có một cái thiết kế đẹp, nó có một cái màn hình ngon, một cái cấu hình hoàn toàn ok và một cái camera cũng rất là ổn. Vậy thì hãy cùng mình kiểm chứng xem những thông tin này có thật sự là thật hay không. Bắt đầu nào. Với những cái nhìn đầu tiên ở cái sản phẩm Realme 8 này thì các bạn có thể nhận thấy là ở cái mặt lưng chúng ta chỉ được làm bằng nhựa mà thôi. Điều này sẽ gây thất vọng cho một vài bạn bởi vì rõ ràng với cái mức giá của Realme 8 các bạn hoàn toàn có thể đòi hỏi về một chiếc điện thoại có được một cái mặt lưng kính. Tuy nhiên cái mặt lưng nhựa này thì nó có một cái điểm cộng, đó chính là cái độ chuyển màu gradient của nó, đặc biệt là cái chỗ dead tulip ấy, nhìn khá là tự nhiên và nhìn cũng rất là bắt mắt. Ví dụ như các bạn chuyển qua chuyển lại sẽ thấy được cái độ cầu vồng nhất định ở trên cái chữ dead tulip, và cái chữ dead tulip rất là to ấy, cho nên là nó nhấn mạnh về cái việc là dám nhảy vọt đối với Realme cũng như là đối với cái thiết kế của sản phẩm này. Và Realme 8 của chúng ta khi mà sở hữu cái độ lớn chỉ là 177g mà thôi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó khá là nặng và nó rất là đầm tay ấy, bởi vì nó có được cái viên pin 5000mAh ở trong này, cho nên là việc nó sở hữu một cái độ nặng cũng hoàn toàn hợp lý trong cái trường hợp này. Với cá nhân mình thì mình thấy là cái viền của nó rất là mỏng, tuy nhiên cái viền dưới thì hơi dài một chút xíu, cũng khá là hợp lý bởi vì mình chưa gặp một chiếc điện thoại nào mà cái viền ở dưới nó mỏng giống như là đến từ nhà Apple cả. Về mặt trước thì các bạn nhận thấy là cái sản phẩm này nó khá là giống với những cái sản phẩm đến từ nhà Samsung khi mà họ cho ra mắt Samsung S10 này, S10 Plus hay là S20, S21 gì đấy. Nó sẽ có một cái cục tròn tròn gọi là màn hình đục lỗ ở phía bên trong màn hình để đặt cái camera selfie. Và những cạnh bên thì các bạn vẫn là những cái cạnh bên khá là bình thường của những cái sản phẩm khác, và đây cũng là một cái sản phẩm hoàn toàn không có một cái khiếm khuyết nào ở trên màn hình cả. Về màn hình thì đây vẫn là một cái màn hình nó giống như những cái sản phẩm tầm trung của dòng A cũng như là tầm trung mà các bạn hay thường thấy, đó là các bạn sẽ có được một cái tấm nền là Super AMOLED. Rõ ràng Super AMOLED nó sẽ ngon hơn AMOLED và nó sẽ ngon hơn IPS LCD rất là nhiều. Về cái độ đen sâu của nó, về cái độ tươi, về cái độ rực rỡ cũng như là về cái độ trung thực, nó sẽ làm cho mắt của các bạn nó nịnh mắt hơn này. Tuy nhiên nó vẫn có được một cái độ trung thực nhất định, nó sẽ không bị ám xanh, không bị ám hồng. Và rõ ràng một cái tấm nền tốt với một cái độ phân giải lớn cũng như là một cái màn hình lớn, nó sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm chơi game hay là xem phim tốt hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn xem những cái bộ phim ấy thì cái độ chi tiết của nó được rõ nét hơn này, được sặc sỡ hơn, và đặc biệt là nó sẽ làm cho mắt của các bạn không bị mỏi và nó không bị sai lệch quá nhiều so với cái môi trường thực tế bên ngoài. Với cái độ sáng của cái màn hình này thì mình đánh giá đây là một cái độ sáng khá là cao. Khi mà mình vuốt ở ngoài trời nắng ấy thì mình có thể dễ dàng nhìn thấy những cái nội dung hiển thị ở phía bên trong màn hình, và bởi vì là nó chỉ là một cái màn hình đục lỗ thôi cho nên là các bạn sẽ có nhiều hơn những cái không gian trải nghiệm. Và bởi vì như mình nói lúc đầu ấy là cái viền nó làm mỏng ấy, cho nên là cầm 6.4 inch nhìn nó na ná giống 6.5 inch và 6.6 inch, và cái độ phân giải của nó cũng giúp ích cho các bạn khi mà các bạn chơi game khá là nhiều. Mình vẫn phải nhắc lại cái điều này một chút. Tóm lại các bạn phải cầm những cái màn hình full HD, những cái màn hình HD thì các bạn mới thấy được cái độ khổ sở khi mà chúng ta sở hữu được cái màn hình full HD cộng, nó là một cái đặc quyền như thế nào. Có một cái điểm mà hồi nãy mình đã nói cho các bạn rồi, đó chính là chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay ở phía bên trong màn hình, không phải là cảm biến siêu âm nha, nó chỉ là một cảm biến vân tay bình thường thôi. Cảm biến siêu âm và cảm biến vân tay nó khác nhau ở chỗ nào, đó chính là cái cảm biến vân tay ở phía trong màn hình ấy thì nó sẽ nhận diện được cái vân tay của các bạn, còn cảm biến siêu âm thì nó sẽ giúp đỡ các bạn trong cái trường hợp là các bạn bị ra mồ hôi tay này, các bạn bị ướt thì các bạn vẫn có thể nhận diện được ở phía trên này, còn cảm biến vân tay thì không. Và khi mà mình test với cảm biến vân tay này thì mình nhận thấy là nó cũng khá là tiện lợi, có nghĩa là các bạn chỉ cần bấm vào nó đã mở ra rất là nhanh, chỉ trong vài tích tắc thôi, và các bạn sẽ có thể sử dụng được cái màn hình này khá là ok trong trường hợp là các bạn đang xài một chiếc điện thoại đến từ nhà Apple thì chúng ta sẽ chỉ có cái nhận diện Face ID thôi. Khi mà đeo khẩu trang vào các bạn sẽ không nhận được điều đấy nữa. Thì những cái cảm biến vân tay nó đang cực kỳ trend ở trong cái thời đại kiểu đang dịch bệnh như thế này, chúng ta không cần phải mở khẩu trang ra, chỉ cần một chạm vào trên màn hình các bạn đã có thể sử dụng chiếc điện thoại của các bạn. Tiếp đến là về camera, các bạn sẽ có cụm 4 camera đặt ở phía sau màn hình như thế này. Và nếu như ở Realme 8 Pro các bạn sẽ có dòng chữ là 108MP quad camera, thì ở Realme 8 các bạn chỉ có dòng chữ là 64MP quad camera thôi. Điều này đồng nghĩa với việc là camera chính của các bạn sẽ có độ phân giải là 64MP. Và ở đây thì mình có chụp thử một vài những cái bức hình cho các bạn xem với cái chế độ 64MP. Khi mà
mình bấm vào và mình zoom ra thì nó sẽ không có tình trạng bể nét. Với những cái sản phẩm và điện thoại bình thường ấy thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta zoom vào bằng quá chi tiết ấy thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng noise và nó sẽ bị những cái đường cứa cứa cũng như là vân vân. Tuy nhiên ở cái sản phẩm này thì không có. Một cái điểm cộng dành cho camera góc rộng của Realme 8 nó nằm ở việc là khi mà các bạn bật cái chế độ camera góc rộng lên thì nó sẽ không bị bo cong ở bốn góc. Tuy nhiên nếu mà rộng quá thì nó vẫn bo nha. Còn về camera macro thì camera selfie thì mình sẽ không nói quá nhiều nữa mà cho các bạn sẽ cùng xem hình và chúng ta sẽ cùng nhận xét về cá nhân các bạn về những bức hình này nó như thế nào. Và cái phần mà chúng ta mong đợi nhất ở cái bài chi tiết ngày hôm nay đó chính là về hiệu năng của chiếc Realme 8. Và đầu tiên các bạn phải biết về thông số của nó đã. Đầu tiên là Realme 8 chúng ta sẽ có con chip như mình nói lúc nãy, đó chính là MediaTek Helio G95, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Mình có test đa nhiệm với chiếc máy này thì bởi vì là 8GB RAM cho nên là máy dễ dàng không có cái tình trạng lót lại. Và khi mình bật 32 tác vụ để mình chuyển đổi qua các tab này tab kia thì máy sẽ bị nóng lên nhanh chóng ở phần gần camera này. Về phần vuốt chạm thì bởi vì đây vẫn là một cái màn hình 60Hz cho nên là các bạn sẽ cảm nhận được cái độ khựng của nó. Và bởi vì mình là một reviewer, mình đã cầm những cái màn hình kiểu như 90Hz hay 120Hz rồi, cho nên rõ ràng một cái màn hình 60Hz không thể so được với một cái màn hình 90Hz hay là 120Hz. Tiếp đến thì mình test với những cái tựa game như là Liên Quan Mobile, PUBG Mobile và Genshin Impact. Đầu tiên với Genshin Impact khi mà mình test thì mình nhận thấy là cái mức độ gọi là giật thì nó sẽ chắc chắn là giật lắc rồi. Tuy nhiên là về chuyển động của nhân vật thì các bạn vẫn có thể chuyển động được chứ không phải là không chuyển động được. Và Genshin Impact thì mình sẽ không bật được ở cái mức cấu hình cao, mình chỉ bật được cái mức cấu hình mặc định của nó mà thôi. Và khi mà mình chơi mặc định của nó thì cái lượt FPS mà mình đo được nó sẽ dao động trong tầm 28 đến 30 FPS và cái độ FPS trung bình nó sẽ là 28.3. Và khi mình set ở cái mức HD thì cái mức FPS chúng ta đo được nó sẽ tầm 29.9 và nó ổn định, nó không có tình trạng bị giật lên giật xuống FPS rất là nhiều ấy. Các bạn có thể tham khảo cái bản đồ mà mình để ở phía dưới này. Và với PUBG Mobile khi mà mình bắn địch này, khi mà ghim tâm, khi mà nhảy ra khỏi tòa nhà hay là khi lái xe ấy, nó sẽ không có tình trạng lắc giật quá nhiều xảy ra trên máy. Và các bạn vẫn có thể di chuyển rất là mượt mà bởi vì đây là một cái màn hình đẹp. Đây là một cái chiếc điện thoại nó tối ưu khá là tốt, cho nên là những cái trải nghiệm về phần nhìn cũng như cảm nhận về cái việc vuốt chạm hay là ghim tâm này kia của các bạn rất là ok ở trên cái màn hình này. Đối với bản thân mình, nếu như mà hỏi là Realme 8 có chơi được PUBG Mobile hay không thì câu trả lời của mình chắc chắn là được, và nó hoàn toàn giúp các bạn leo rank một cách dễ dàng. Tuy nhiên có một cái điểm các bạn phải lưu ý ở cái sản phẩm này, đó chính là khi mà các bạn chơi PUBG Mobile quá lâu thì nó sẽ có tình trạng bị tụt pin rất là nhanh này. Mình chơi trong vòng 1 tiếng đồng hồ nó sẽ bị tụt đâu đấy tầm 5 đến 15%, rất là kinh khủng luôn ấy, rất là kinh khủng trong cái trường hợp là pin các bạn trên 80 nó sẽ tụt xuống tầm 5, nhưng mà pin các bạn tầm 60 thì nó sẽ bị tụt hơn nhanh hơn rất là nhiều, và nó có tình trạng nóng lên khá nhiều ở phần gần camera. Và những cái sản phẩm của Realme mình cực kỳ thắc mắc luôn là nó rất dễ bị nóng lên khi mà chúng ta chơi những cái tựa game kể cả nhẹ đến nặng. Và đối với PUBG là nóng gọi là nóng bỏng tay luôn, cho nên các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái khay khi mà chơi cái tựa game này. Tóm lại về cái việc máy nóng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến phần nào đến cảm nhận chơi game của các bạn. Và tất nhiên nếu nó chơi được Genshin Impact ở mức ổn định, chơi được PUBG ở mức HD thì rõ ràng Liên Quân không phải là đối thủ đối với cái con chip MediaTek Helio G95 này. Khi mình test Liên Quân thì mình bật được ở cái mức là đồ họa cao nhất này, FPS cũng cao nhất luôn, 60fps và không có tình trạng lắc giật nào cả, không có tình trạng nóng máy luôn, bởi vì đây cũng là một tựa game khá là nhẹ. Các bạn sẽ có được một cái đồ họa rất là đẹp từ việc skill của nhân vật này, từ cái việc nhân vật xoay hay chuyển động này kia, nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đã mắt ở cái sản phẩm này luôn. Và rõ ràng Liên Quân Mobile không phải là đối thủ đối với chiếc Realme 8 này đâu. Các bạn sẽ không cảm thấy là cái máy của mình nó bị giật lắc một chút nào cả này. Và chưa bao giờ mình chơi mà nó tụt xuống 59 cả. Tóm lại về game đối với Realme 8 thì mình không có gì phàn nàn về chiếc máy này cả. Nếu như các bạn có nhu cầu về game thì rõ ràng Realme 8 là một cái lựa chọn cực kỳ hoàn hảo trong cái thời điểm hiện tại. Cuối cùng là về pin của Realme 8, chúng ta sẽ có viên pin lớn hơn Realme 8 Pro 4500mAh so với 5000mAh, rõ ràng là lớn hơn. 5000mAh các bạn còn có sạc nhanh 30W, và khi mình test thử những cái tác vụ đối với cái sản phẩm này thì pin của Realme 8 nó sẽ rơi vào trong vòng là 1 tiếng sử dụng Facebook, 1 tiếng Chrome hay là YouTube hay là Messenger hay là những cái tựa game Liên Quân, PUBG, Genshin Impact gì đấy. Nó sẽ rơi vào trong vòng 8 tiếng 20 phút đồng hồ nếu như các bạn sử dụng mà kiểu full vạch luôn ấy. Còn đối với
với cái thời gian sạc pin thì nó cũng có cái thời gian sạc khá là tròn trĩnh. Đó chính là sạc nhanh 30W nhưng mà sạc pin 5000 mAh. Các bạn lại phải mất 2 tiếng, trời đất ơi, mất 2 tiếng đồng hồ. Và khi mà các bạn sạc tầm 15% pin thì các bạn sẽ mất đâu đấy trong vòng tầm 10 phút đồng hồ để các bạn có được 15% pin. Cũng khá là ok trong một cái buổi sáng đẹp trời, các bạn quên sạc pin, các bạn cắm sạc tầm 10 phút để có được 15% pin sử dụng cho 5000 mAh, cũng hợp lý. Tóm lại về pin thì mình không đánh giá cao về cái tốc độ sạc nhanh, tuy nhiên mình đánh giá cao về cái việc đây là một cái sản phẩm có một viên pin trâu 5000 mAh có thể sử dụng trong vòng 8 tiếng 20 phút. Và với 8 tiếng 20 phút mà chúng ta sử dụng như những người bình thường, chúng ta không cần cắm sạc này kia và các bạn không sử dụng liên tục, thì nó sẽ rơi vào tầm 1 ngày đến 1 ngày rưỡi mới có thể cắm lại pin. Tóm lại là pin thì mình đánh giá cao đấy, nhưng mà sạc nhanh thì không, vẫn phải chốt lại câu đấy. Vậy thì chốt lại Realme 8 có gì? Đầu tiên về ưu điểm của Realme 8, các bạn sẽ có một cái màn hình đẹp, không ai có thể phủ nhận được cái màn hình của Realme 8. Tuy nhiên chúng ta sẽ không phủ nhận là ở trong cái tầm giá mà Realme 8 họ đang có rất nhiều sản phẩm cũng đang có cái màn hình giống Realme 8. Vậy thì họ còn có gì nữa? Họ còn có một cái cấu hình ok. Chúng ta sẽ có cái con chip MediaTek Helio G95 có thể chiến được mọi loại game từ PUBG Mobile đổ xuống, và những cái tựa game khó nhất thời điểm hiện nay, Genshin Impact, thì chúng ta vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa để nó có thể nâng cấp chip hơn của mình. Tiếp đến, các bạn sẽ có một camera khá là ổn áp ở trong cái tầm giá này, và một cái thiết kế với chữ Detonic cũng khá là đẹp. Vậy thì khuyết điểm của nó, đầu tiên về chất liệu, là cái sản phẩm này chỉ là chất liệu nhựa, mình không ok trong cái trường hợp đây là một cái sản phẩm với mức giá như thế mà chỉ có chất liệu nhựa. Thứ hai, các bạn sẽ bị một cái phần đó chính là máy nóng lên cực kỳ nhanh. Đây là một cái chuyện mà hay xảy ra đối với những cái sản phẩm đến từ nhà Realme. Và cuối cùng là sạc nhanh của nó sạc không hề nhanh một chút nào, 2 tiếng cho viên pin 5000 mAh đối với mình là quá lâu. Vậy thì đối với các bạn thì như thế nào? Các bạn có cảm thấy đây là một sản phẩm đáng mua hay không? Và các bạn có cảm thấy Realme 8 là một sản phẩm đáng để đánh đổi, đáng để bỏ tiền ra để chúng ta thay đổi luôn cái điện thoại của mình hay không? Thì đừng quên hãy để lại comment, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Còn bây giờ thì bye bye.